hello, xin chào tất cả đại gia đình của chúng ta. Xin chúc cho đại gia đình một ngày thật hạnh phúc bình yên nha. Vâng, hôm nay mình sẽ nói về cái đề tài mà mẹ con của bà Hoa đã hành hạ mẹ ruột của mình cho tới ngày nhắm mắt luôn. Cái sự tàn ác này chúng ta phải lên án. Người mẹ tàn ác những tâm bấy nhiêu thì người con là cô Tuyền lại càng gian manh, tàn bạo. Đối với một người già thì chúng ta không thể nào bỏ qua được. Hôm nay nhiều người đã nói về vấn đề bà qua rồi. Bây giờ mình sẽ nói về về cô Tuyền. Cô Tuyền này á rất là âm mưu gian xảo. Sau khi quay cái đoạn clip này hơn một năm trước rồi không bung lên. Mà cho tới bây giờ mới bung lên vì cụ bà cụ đường á cụ bà qua đời, từ ra cô Tuyền này á tranh đoạt tài sản với người mẹ của mình là bà qua, cho nên tung cái clip này lên để mong chính quyền vào cuộc và bông cho bà qua này đi tù để cô Tuyền này chiếm đoạt hết tất cả tài sản. Nghe nói đâu là cấm cố căn nhà của cụ Trần Thị Đường này là 350 triệu. À. rồi à, gần đây nhất, cách đây một hai ngày nhất là lấy trọn số tiền còn lại là 100 triệu nữa. Mà thông tin nghe được là cái người mà người ta mua đó, người ta đưa tới 115 triệu, người ta cho thêm 15 triệu. Ẩm luôn cả số tiền 115 triệu, đi luôn. Đó quý vị thấy 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 cái sự manh tâm của cô Tuyền này chưa? Ừ. Một người con một người cháu mà trong thâm tâm lúc nào cũng râm rắp để hại mẹ mình và muốn chiếm đoạt tài sản của bà ngoại mình. Mình thì uh, lên án những cái hành động mà nó không phải còn gọi là con người nữa, nó, nó mất đi cái nhân tính luôn. Mình chỉ thấy được những hình ảnh mà cô tuyền này quay mẹ ruột của mình đánh bà ngoại mình thôi. Nhưng mà còn có những cái chi tiết đằng sau mà chúng ta không biết nữa. Là chính cô Tuyền Ú này, cô Tuyền Ú Nu này nhiều người gọi cô Tuyền Ú Nu tại ở ngoài thì à, quý vị cũng đã thấy hình ảnh của cổ rồi. À, một người à, thiếu nữ à, Phố pháp. À, đáng lẽ người người có những cái thân hình cái gương mặt như vậy thì hiền từ lắm chứ. Mà không biết tại sao cô này có một trái tim không nhận hậu chút nào. Nghe hàng xóm kể lại là bà cụ Trần Thị Đường một vài lần à, chạy qua hàng xóm, nói hàng xóm: "Trời ơi con con tuyền nó đánh tôi, nó chọi tôi bằng cái ca, u cái đầu lên rồi." Hàng xóm thương tình đem vô sức dầu cù là, sức thuốc. Và những hành động mà đánh bà cụ thì hàng xóm cũng có nói rằng rất nhiều lần chứ không phải một lần, ngoài bà qua ra Cô Tuyền này á, cũng hành hạ bạo hành bà ngoại của mình nữa, Quý vị nghĩ coi Thân hình của cô Tuyền như vậy Trẻ như vậy Mà cầm một cái ca uống nước trội thẳng vào đầu Của một của bà cụ Đã trên 80 tuổi rồi Thì cái hành động đấy Là hành động gì Nếu chúng ta không muốn nói Không phải là con người nữa đối với một người ngoài mình cũng không thể nào có những hành động cử chỉ đó còn đây là bà ngoại ruột của cô tuyền mà cô tuyền vẫn ra tay tàn ác độc như vậy chẳng những vậy khi mà đám tang xong xuôi rồi bà hoa và cô tuyền này không ai lên sau khi quả táng này không ai lên lấy hài cốt của của cụ bà Trần Thị Đường về nhà hay là đem vô chùa mà bỏ ra 500 ngàn đồng mướn một người nào đó đi lên chùa lấy hài cốt của cụ Trần Thị Đường. Quý giờ có thấy cái ác không? Một người là con ruột, một người là cháu ngoại như vậy. Họ về nhà để làm cái gì? Tranh chấp nữa. Tranh chấp tiền phúng điếu. hết nói nổi luôn. Hài cốt của mẹ mình, của bà ngoại mình còn đó. Không đi lo làm giấy thủ tục, không đi lo để đem về phụng dưỡng mà đi lo tranh chấp cái tiền phúng điếu mấy ngày qua. Còn một điều còn nghe mà quý vị nghe quý vị còn không tin tưởng được nữa. Gạo của người ta cho đó. Cô Tuyền này đem đi bán. Bữa họ có thông tin là lấy 50kg gạo đem bán Không phải Đem bán hai chỗ Mà tổng số lượng gạo là 83kg 83kg gạo đem đi bán hết Thưa Quý vị thấy con người này như thế nào Mình không còn giấy mực nào để diễn tả Cái cô cháu ngoại này rồi Và hiện giờ Nghe nói là Cổ ôm trọn số tiền bán gạo và 115 triệu về bên nhà chồng nhưng nhà chồng không cho vô nhà bên chồng nhất định không cho bước vào vì dĩ nhiên rồi người ta sợ chứ thứ nhất là vợ sợ về cộng đồng mạng đang truy tìm cô Tuyền này chuyện thứ hai nữa là về bên pháp lý người ta sợ ảnh hưởng tới nhân danh của gia đình và sợ dính líu tới vấn đề bạo hành của cô này đối với lại bà ngoại của cô, cho nên bên chồng không cho cô vào nhà. Cô Tuyền này cũng có gia đình, cũng có con cái. Mình thiết nghĩ rằng có lẽ cô phải quay lại để nhìn lại những hình ảnh, những cái video clip mà cô đã quay của mẹ mình, bạo hành bà ngoại mình. khi thấy một người bị bạo hành như vậy người ta chạy tới người ta can ngăn đằng này cũng ngồi đó cô quay cái video clip quay xong để dành đó để làm bằng chứng để sau này có gì để tranh chấp gia tài rồi đem ra để cho chính quyền coi đây là người đã bạo hành với là bà ngoại tôi rồi để cho chính quyền xử lý mẹ cô và cô có toàn quyền sử dụng cái gia tài này sở dĩ nó có những hành động bà qua có những hành động bức xúc là tại vì cô tuyền này đã dụ dỗ bà ngoại mình sang tên cho căn nhà để cho cô được thừa hưởng tài sản và bà qua không có hưởng một đồng nào hết cho nên vì không có được thừa hưởng một đồng bạc nào từ nơi mẹ ruột của mình cho nên bà qua đã bức xúc khi mà có những hành động bạo hành mẹ của mình như vậy mà cho dù sao đi chăng nữa giữa hai mẹ con là bà qua và bà tuyền có căng như thế nào hoặc là có bất cứ chuyện gì xảy ra trong vấn đề tranh chấp gia tài cũng không thể có một những hành động mang rỡ dã man đối với mẹ ruột của mình đối với lại bà ngoại của mình à, mỗi lần mà coi được những hình ảnh này tất cả cộng đồng mạng ai cũng lên án hết. Ai cũng cho đây là một cái phi nhân tính mà xã hội này chúng ta phải chấm dứt ngay. Nếu mà chúng ta không chấm dứt không lên án những hành động này của con người thì đầy rẫy tội ác sẽ xảy ra trong xã hội ngày hôm nay nữa. rất tội cho cụ Trần Thị Đường hơn 80 tuổi khi mà sắp sửa trong những ngày cuối cùng của cụ rất là khổ bị lớp nào con ruột hành hạ cháu ngoại bạo hành bây giờ mình không biết nói gì nếu mà nói rằng là cụ ra đi như vậy về nơi tây phương cực lạc thật ra cũng tốt cho cụ chứ nếu mà sống với hai con người mà cầm thú như vậy sống ngày nào cụ càng khổ và càng bị đau đớn thể xác từ chừng đó. Mấy hôm nay thì ở xã Long Hòa, huyện Cần Đức rất là xôn xao về vụ việc cụ Trần Thị Đường bị con ruột của mình là bà Hoa và cháu ngoại là cô Tuyền này hành hạ. Và hiện giờ thì chính quyền đã vào cuộc và bà Hoa đang bị bắt rồi còn cô tiền thì vẫn còn bên ngoài tại ngoại nhưng mà sống ngày đây may đó chứ không có được ở bên chồng bên vợ tại vì không có ai mà dám chứa chấp cô này hết mong rằng cộng đồng mạng tìm ra cổ để cho chính quyền vào cuộc để xét xử những con người mà có những hành động rất là dã man tàn nhẫn đối với người thân nhân của mình rồi ok xin hẹn lại quý vị lần khác nha Xin chào tạm biệt xin chúc tất cả quý vị Một ngày thật vui vẻ và bình an Hôm nay là ngày 11 tháng 9 20 năm trước vào ngày này cũng là một ngày thảm khốc của nước Mỹ Mong rằng thế giới này được bình yên Xin chào tất cả mọi người Bye bye